Hello, xin chào mọi người lại quay trở lại với kênh Gà Ta Miền Nam nha. Hôm nay thì quay chia sẻ cho mọi người ít gà trống cựa kêu dài đâu. Gà ngủ trên cảnh. Ôi trời ơi, thịt con này chắc lắm rồi. Dứt liền. Con nào chắc là mình dứt hết nha. Nhiều, còn nhiều nha, mình vẫn còn nhiều nha. Vẫn dứt nha mọi người. Dứt hết. Không sót được em nào cả. Úi trời ơi, nó giành nhau chỗ ngủ. Kinh nhờ. Đấy, bên này nữa này. Kinh nhờ. Đấy, ngủ hết ở trên sàn luôn nha. Đấy, còn một số ít thì còn lại thì ngủ dưới đất. Đấy, số ít còn lại thì ngủ dưới đất. Hôm nay thì rất luôn mọi người. Chờ đợi gì nữa là con mái của nó này. Con mái nồi nhìn đít ra nha. Hôm bữa mình đăng video mình có quay là cái gì cứ nở đít á, má nó bị vi phạm rồi. Cái gì nó quét con rùa nó quét cái gì á, nó bám rồi. Ui trời ơi này, chân này kinh chưa, mặt này quá già rồi. Quay vào quay ra buổi tối nhìn nó như con độc nhãn. Con này thì mình sẽ dứt rồi nè. Đấy, chết với mình nha. Còn con nào nữa không, quay lên đi mình lựa này. Về mình lại tiếp tục. Ui trời ơi, con này thì nói gì nữa. Kinh nhỉ. Cái dàn chân này đẹp như trong mơ luôn mọi người ạ. Còn được có mấy con mái đâu mọi người, nó dứt hết mái rồi. Đây, con này nè. Con trống này. À, con mái này nó nhảy lên. Con trống này nè. Con mái nó nhỏ. Ui trời ơi, đây vẫn tự nhiên nói là mấy con mái này. Chân nhỏ xíu mà mọi người. Chân nhỏ xíu. Ui, con trống này. Chân này nó đẹp nhưng mà nó chưa có cửa nha. Ôi, xe gì đây? Xe gì đây? À, đây. Xe vịt hả? Rồi, xin chào mọi người nha. Đang bận rồi mọi người ơi. Xin chào nha.